Thưa quý vị và các bạn, truyền thống dân tộc uống nước nhớ nguồn là một trong những nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng tình cảm của Bác đối với thương binh liệt sĩ và người có công nói riêng. Tình cảm của Bác với thương binh liệt sĩ đã làm cho sự hy sinh, mất mát của các thương binh liệt sĩ càng thêm cao đẹp hơn bằng cách gắn sự tổn thất lớn lao ấy vào ý thức của những người còn sống về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những người đã khuất cũng như những người đã để lại một phần xương máu ở chiến trường. Bác cũng đã làm cho những điều vinh quang càng vinh quang, đáng tự hào hơn và trách nhiệm của những người còn sống đối với gia đình liệt sĩ và các thương binh càng cao hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã khẳng định, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Tình cảm của Bác thể hiện đậm nét trong từng câu, từng chữ. Bác viết, cách mấy ngày trước, họ là những thanh niên lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải qua những ngày ăn gió nằm sương, những trận mưa bom bão đạn, họ bị tay què chân cụt, họ hóa ra thương binh. Họ đã hy sinh cho ai? Cách mấy ngày trước, bố mẹ họ nhận được tin tức, đang mong cho đến ngày kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, họ sẽ trở lại quê hương, một nhà đoàn tụ. Ngày nay, bố mẹ họ đã mất một người con yêu quý, vợ trẻ thơ trở nên bà hóa, con dại trở nên bồ côi, trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Họ đã hy sinh cho ai? Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào. Vì vậy, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Và Bác đã ký sắc lệnh số 20SL ban hành ngày 16 tháng 2 năm 1947 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, đồng thời đồng ý với đề xuất chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh toàn quốc, là dịp tôn vinh, công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục khẳng định, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người có công, bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội. Kể từ sắc lệnh số 20SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16 tháng 2 năm 1947 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, đến nay những quan điểm cơ bản trong tư tưởng của người về công tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa thành các chính sách pháp luật ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và hiện tại được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, thực hiện thống nhất trong cả nước. Qua đó, góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế và xã hội, sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và bản thân người có công với cách mạng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội cùng với nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc trong thời kỳ mới. Phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo để xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ, để đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên đầy đủ và tốt đẹp hơn.